đây với xe ra van của chúng ta đây. Gần như là không có chiếc xe là chạy các nhỉ. Đây là khu đền ở, trung tâm và chung cư này là khu cách ly của quận Hoàng Mai. Có bán rất nhiều rau, cỏ, thịt, cá đầy đủ hết, không có thiếu gì. Chợ đầu mối Việt Nam. Khu tập trung nhiều nhà kia, đó là Nam City đúng không? Khu lại có 500 giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid ở quận Hoàng Mai là nằm ở đâu ạ? Đây ngoài này, đây chợ cá đây mà. Đấy. Đó tưởng là chợ to chứ. Đây, chợ đây nằm dưới chợ to. Phía trước của chúng ta đó là bến xe nước ngầm. Đây mình phía trước đây, đó là Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Chúng ta đã ra đường Giải Phóng rồi. Bên phía tay trái của chúng ta đó là ga Giáp Bát. Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hà Nội Phố. Hiện tại Duy đang đi trên phố Kim Đồng. Và ngay bên phía tay phải của chúng ta đó là bến xe Giáp Bát. Lúc này là buổi sáng và đây là một trong những hành trình Duy chia sẻ cho quý vị những hình ảnh mới nhất ở những địa điểm, điểm nhấn của quận Hoàng Mai. Và trước mặt chúng ta, Duy sẽ mời quý vị và bạn rẽ vào để xem bến xe Giáp Bát nhé. Đây bến xe Giáp Bát của chúng ta đây. Gần như là không có chiếc xe là chạy bác nhỉ. Bến xe Giáp Bát nghỉ như thế này lâu chưa bác? Hơn 2 tháng. Ngay đây chúng ta ra đường Giải Phóng. Cổng trước của bến xe Giáp Bát rất vắng vẻ. Bây giờ chúng cháu mình sẽ đi những đâu đây ạ? Đến khu vực Tân Mai Đền ở. Khu vực đó là khu hành chính cũ của quận Hoàng Mai đúng không ạ? Dạ. Cháu nghe phong phanh đâu đó là bến xe Giáp Bát là di rời đi đâu ạ? Chú có biết cái thông tin đấy không? Nói là trước là bảo là di rời đi xuống dưới Thường Tín. Nhưng mà cũng chưa thấy biểu hiện gì cả. Thưa quý vị, chú cháu Duy đang đi trên phố Kim Đồng. Đây Ủy ban Nhân dân phường Giáp Bát đi vào trong ngõ số 4 phố Kim Đồng. Trên phố Kim Đồng này có điểm gì đặc trưng không? Có quán ăn nhà 24 phố Kim Đồng, ngõ 24 mà còn vắng vẻ, vẫn đóng cửa. Chưa có, chỉ có vài quán lác đác bán coi hàng coi là bánh mì với coi quán bún mang về. Đây là cầu bắc qua sông Xét, cầu Kim Đồng. Cầu Kim Đồng qua Kim Đồng đến phố Tân Mai. Bên phía tay phải của chúng ta đó là phố Trương Định. Đây, thẳng Trương Định thì chúng ta đi đến Bạch Mai. Tân Mai là ra đền ở. Con đường nó có hình như bây giờ nó thay đổi từ khi nào đấy hả bác? Không phải 575 rồi.
thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Được. Bác tên là gì ạ? Tên là Phan Văn Lam, Xuân Phú Xuân Trường Nam Định. Dạ, vâng. Xuân Trường Nam Định. Thế là bác bị mắc kẹt ở đây trong 2 tháng dịch vừa rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Xuân Phú ở quê bác thì có gần quê hương của Tổng Bí thư Trường Chinh không ạ? Đúng rồi, cùng huyện, cùng với quê là... Đúng rồi. Quê Trường Chinh. Phía trước chúng ta có khu vực cách ly. Đây là khu đền ở, trung tâm và chung cư này là khu cách ly của quận Hoàng Mai. Khu cách ly. Ngay đối diện khu cách ly đó là hồ Đền Lừ đúng không ạ? Dạ. Sau đến hồ Đền Lừ là đến khu vực quận Hoàng Mai cũ và bên cạnh là chợ đầu mối. Những cái khu nhà này chắc là những cái khu nhà tái định cư nhưng mà chưa có dân đến đúng không ạ? Dạ. Khu này là người ta chưa nhận, cuối cùng là bây giờ là hiện tại là làm khu cách ly. Cơ sở cách ly, thu dung điều trị. Một thoáng Paris trong lòng Hà Nội. Trong đây chắc là khu vực vui chơi rồi vườn hoa các thứ đây ạ. Họ đã đưa vào khai thác rồi bác? Họ đang làm mặt bằng, đưa vào chuẩn bị thi công. Đã. Công việc của bác ở trên đây làm công việc gì chính ạ? Công việc của bác là bác chạy xe ôm là chính. Và cái vị trí bác cháu mình gặp nhau ở trên phố Kim Đồng hay là bác hay đứng ở đấy cố định ạ? Hay đứng ở ngõ 24, số nhà 75, phố Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội. Trong chợ đầu mối này là bán những cái gì đây bác? Có bán rất nhiều rau, cỏ, thịt, cá đầy đủ hết, không có thiếu gì. Gọi là chợ, gọi là bán buôn của chợ đầu mối của Việt Nam. Quả quận luôn đấy ạ. À thế bác cháu mình đi vào những cái khu quận ủy cũ, mình cũng qua cái chợ đầu mối, chợ cá. Chợ cá thì đi ra ngoài kia cơ, đi chợ cá thì sợ. Dạ. Tâm dịch ở quận Hoàng Mai đó là khu vực Giáp Bát đúng không ạ? Và bây giờ đã thấy ổn chưa hả bác? Thì bây giờ lúc này là coi như là không có rất bình yên rồi. Thế bác ở khu đấy thì bác có bị ảnh hưởng không? Không, bác không. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đội điều tra Mai. Thanh tra giao thông. Quay lại nhá. Quay ra chú chợ cái ở sở nhá. Sao về coi như là ấy.
đây một lối vào chợ đầu mối. Đây là cầu Kim Ngưu, đền Lừ. Dạ. Hiện tại Duy đang đi trên con đường Tam Sinh. Cháu cần vũ không? Ở khu Bác Trọ có được hỗ trợ trong cái đợt dịch không ạ? Có hỗ trợ được một ít. Hỗ trợ mấy đợt và nó bao gồm những cái gì nữa ạ? Hỗ trợ là được hai lần, mỗi lần mấy cân gạo, mì, dầu ăn, rồi là thế thôi. Có được tiền không ạ? Tiền thì người ta bảo là có nhưng mà chưa được lĩnh. Ta Duy đang đi trên đường Tam Sinh từ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đoạn đường chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái cơ sở thu mua sắt vụn. Khu hành chính là xa xa kia đúng không? Đúng rồi, hành chính. Khu vực phía này là thuộc hồ Yên Sở rồi đúng không ạ? À, Yên Sở. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khu vực điều trị dành cho các bệnh nhân Covid. À, cái khu mà họ quay lại có 500 giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid ở quận Hoàng Mai là nằm ở đâu ạ? Đây, ngoài này. À, hay là có gần đây mà. Hãy cho cháu mình đi qua lấy xăng đi. Hình như là sau cái biển này đấy không ạ? Có phải gấp không? Ờ, rồi 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 rồi. Ờ, có thu tiền không? Hả? Không, dân đô không có mạng đâu. Nhắn ờ. Bạn này có khách à? Kia chắc là khu kia không? Ở đây cánh đồng nhiều ghê. Khu tập trung nhiều nhà kia, đó là Tham City đúng không? Tham City. Thế là chưa có người. Không, cách ly ở trong rồi, làm sao quay cho vào đâu. Thôi các cháu mình quay ra thôi. Có người ở đây rồi chứ. Đang chữa bệnh nhưng mà nó có hai cổng. Một cổng lối kia, một cổng thế này. Có người cách ly trong này, chữa bệnh trong này rồi chứ. Đầy đủ hết. Đất này nó mua bán hết rồi mà chỉ coi là trồng coi thế thôi, bán lấy tiền hết rồi. Dạ.
Vâng, cô lên Hà Nội lâu chưa? Lên được 25 năm rồi. Thế là trường kỳ rồi. Thế đã có điều kiện bác đã mua nhà trên đây chưa? Không mua nhà nhưng mà hai con bác được hai cháu mua nhà hết ở trên này rồi. Thế bây giờ chắc là bác cũng ở với lại các anh ấy ạ? Không muốn ở đây gần, con là nó ở mãi hơi xa hơn một tí. Nên ở gần đây thì làm nó thuận lợi hơn. Thỉnh thoảng ra chơi với con thôi. Thế bác thuê đây là bác ở một mình ạ? Ở một mình. Có thuê diện tích được rộng không và giá phòng bao nhiêu ạ? 10m2 1 triệu. Khép kín ạ? Không. Riêng. Công trình phụ đi riêng. Ngay ở trên cái đường Kim Đồng đấy thôi ạ. Ồ, tôi thấy là cái giá cũng rẻ chứ nhỉ? So với ở Mễ Trì, như là trước cháu gặp một bác cũng đi xe ôm quê ở Giao Thủy, bác ấy thuê 9m2 mà đến 1,5 triệu. Lĩnh La, một thằng nó ở Hà Đông. Còn 6 tháng này nó được về nhà đâu. Vẫn còn có cho ra đâu. Nó làm công an chạy giam Thanh Xuân à. Thế là bác có hai anh ạ? À? Có một đứa con gái và một con trai. Con trai nó làm công an chạy giam Thanh Xuân. Và là con gái thì chồng nhà nó làm nghề tự do, mở xưởng nó làm. Thế là bác bây giờ là cũng không phải lo lắng nhiều về kinh tế đúng không ạ? Đúng rồi. Phải là làm. Đây là Hyundai. Trung sở như có thấy ghi là Hyundai Đông Đô nằm trên đường Tam Sinh. Phía trước của chúng ta có thể nhìn thấy đường vành đai 3 trên cao. Đây chúng ta sắp đến cái đoạn giao giữa phố Yên Sở và đường Tam Sinh. Đảng ủy ban nhân dân phường Yên Sở nằm trên phố Yên Sở này. Mình có phải hỏi đường không bác? Không, đây trước là chợ cá Yên Sở này. Thưa quý vị, chúng ta đang đi trên đường vành đai 3. Đây chợ cá đây. Phố Sở Thượng. Sắp đến rồi đấy. Đây chợ cá đây mà. À chợ cá này à? Ờ đấy. Tớ tưởng là chợ to chứ. Ờ chợ đây là đúng là chợ to. Có vào chợ hay như nào? Vâng vâng, đi qua đây ạ. Bác đi vòng lại để vào xem ạ. Vòng gọi là đi tuyến đường xem hoa đây. Đây chắc vào có phải quay lại. Cá thì chỉ bán sáng thôi. Nên bây giờ là coi hết rồi. Chợ cá này thì bán buổi sáng và nửa đêm đúng không ạ?
À, đây không phải, đây là cơ sở của họ. Thưa bác, đi đâu? Chợ cá đấy, nhưng mà người ta bán đêm mới sáng ra, từ tối hôm qua. Chợ nó phải là chợ to chứ, chứ nó không phải là chợ về hè này đâu ạ. Quanh khu vực này mà. Đây, 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 chợ cá đây. Con cháu mình sẽ đi sâu vào trong một tí thôi. À đây, đúng không? Đây chủ yếu bán buôn bác nhỉ, một con cá gì là to đấy. Rồi bác cháu mình vòng ra rồi đây, rất nhiều cá. Bác có hỗ trợ nhiều cho các anh các chị ở trên này không ạ? Hay nhà cửa là các anh chị là chủ động ạ? Không, con gái thì nói chung là nó đi làm là nó có tiền. Còn ông con trai thì nói chung là phải hỗ trợ thêm để coi. Ông con trai thì ông chưa có điều kiện mấy thì phải hỗ trợ nhiều hơn. Quý vị, phía xa xa của chúng ta kìa, cái ngôi nhà cao và ở giữa có màu hơi vàng vàng ấy, đó là khu VP5 ạ, nằm trên hồ Linh Đàm. Và bên phía tay trái của chúng ta bên đây, chúng ta đến gần đến khu vực công viên Liên Sở. Chúng ta đi thẳng đường Vành Đai 3 sẽ về khu vực cầu Thăng Long, và từ đi ngược lại chúng ta sẽ đi Lạng Sơn. Còn một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ đi vào khu hành chính của quận ủy Hoàng Mai. Bác có thể kể tên những cung đường mà giáp danh với các quận khác không được không ạ? Đi vào quận Hoàng Mai này á,
thanh trì quay đi thẳng lên thì là Hai Bà Trưng, rồi đi nữa thì là ra Đống Đa, đi nữa thì lên Hoàn Kiếm. Đây chúng ta sẽ rẽ phải đây, nếu mà chúng ta đi thẳng thì sẽ đến khu vực bến xe Nước Ngầm, còn chúng ta rẽ trái ra đây, đó chính là quốc lộ 1A đấy quý vị này. Đi bến xe Nước Ngầm được quanh Bà Rịa Quận ủy Hoàng Mai nhá. Vâng ạ. Bến xe. Bến xe Nước Ngầm này có phải là thuộc Hoàng Mai không bác? Bến xe Nước Ngầm. Còn anh sẽ là vượt đèn đỏ. Đi thẳng nhưng mà không được đi thẳng. Cái đường đấy không được đi thẳng. Xe máy không được đi, ô tô cũng không được đi. Quay bến xe Nước Ngầm. Bến xe Nước Ngầm chủ yếu là xe tải, cho thấy là vẫn thấy các phương tiện đi qua đấy. Vẫn được gửi hàng. Còn xe khách không có một cái nào chưa hoạt động. Chúng ta rẽ phải đây sẽ vào khu vực Pháp Vân, Ngũ Tứ Hiệp. Dạ. Đây là đường Trần Thủ Độ quý vị ạ. Nếu bác cháu mình sẽ quay ra quận ủy đi. Rồi quận ủy rồi bác cháu mình sẽ về khu vực mình xuất phát.
vị là chúng ta đi thẳng sẽ về cầu Thanh Trì. Bây giờ đi xe rẽ vào khu quận Bình Hoàng Mai. Trước đây đó là Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đấy, địa chỉ khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, trung tâm hành chính quận Hoàng Mai. Đây chúng ta đang đi trên phố Bùi Huy Bích. Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai. Công an quận Hoàng Mai. Rất là nhiều công dân đến làm việc này về công an quận Hoàng Mai. Thế là chúng ta làm về đăng ký hộ khẩu, cấp thẻ căn cước. Chi cục thi hành án bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. Đây là trung tâm y tế quận Hoàng Mai. Bắt cháu mình đi vào con kia rồi về đường Giải Phóng. Bắt đây. Vâng, đi đi vào khu đô thị này rồi về này. Bác biết cái đường đấy về không? Biết. Vâng, vâng, đấy, bắt cháu mình về đường đấy. Chi cục thuế quận Hoàng Mai. Tài nguyên môi trường. Chậm tới bóng, chậm ô tô.
Thưa quý vị, chúng ta đang ở khu vực chung cư Đường Tàu thuộc Thịnh Liệt, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây chúng ta có trường tiểu học Thịnh Liệt đang tổ chức địa điểm tiêm chủng. Đây đến phố Thịnh Liệt đây quý vị. Phố Giang Dị, số 88 phố Giang Dị. Nghĩa trang Thịnh Liệt. Hồng Hà Tower. Ra đường Giải Phóng rồi. Bên phía tay trái của chúng ta đó là ga Giáp Bát. Ga Giáp Bát thì chuyên chở hàng hóa thôi. Nếu chúng ta mà đi hành khách bộ hành thì chúng ta sẽ đến ga Hà Nội. Đây là ngã ba Đuôi Cá quý vị này. Chúng ta sẽ về phố Trương Định. Quý vị, đây là những hình ảnh Duy chia sẻ nhanh thôi. Thực sự thì những tuyến đường Tân Quận, Hoàng Mai thì cũng khá là rộng, còn khu vực ở Linh Đàm này thì cũng chưa qua được. Hy vọng sẽ có dịp Duy sẽ chia sẻ với quý vị và một cách nó chi tiết hơn. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nhớ nhấn like cũng như chia sẻ để nhiều người biết đến những thông tin mới nhất nhé. Nhớ nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của kênh Hà Nội Phố. Hẹn gặp lại quý vị. Hee hee.